Và đây là cái đồ ăn mà tôi hay chuẩn bị cho Lu, cho mẹ Lu ăn đây. Đấy, thì thông thường thì con chó mẹ mà đang nuôi con ấy, thì tôi đều cho ăn chế độ cũng gần gần như nhau. Các em mình thay đổi đi, thay đổi bữa, thay đổi món thì thôi. Đây là cái nồi chật gà. Đấy, tôi cũng có những cái nguồn mà thịt gà rất là đảm bảo nhá, các bạn lưu ý cũng là gà thôi, mình mua phải chọn nhá. Mua ở những nơi mà mình không tin tưởng là một, thứ hai là những cái đồ thịt gà mà để lâu, những cái đồ ăn mà có quá nhiều tồn dư chất bảo quản, chất bảo quản là một, những cái chất mà để mà làm giữ tươi cái thịt gà lâu ấy, là không nên mua và không nên cho ăn nhá. Cái đấy cho ăn vào rất là hại cho con chó cái. Thường là tôi hay đặt những cái người mà chuyên bán thịt gà mà bán ở chợ đấy, bán cho người ăn đấy. Đấy, thì thông thường thì có những cái quầy mà người ta chuyên bán rất là đắt hàng, chuyên bán cái loại gà Tây, người ta cắt đùi ra này, người ta làm nguyên cả vài chục con đó. Đấy, người ta mang ra đấy, người ta mới cắt đùi ra, cắt cánh ra, cắt lườn ra, thì còn nguyên cái bộ khung xương con gà rất là tươi ngon. Đấy là tôi mua. Đấy, mua và nó vừa dính thịt vừa dính xương rất là tốt, chứ nếu mà ăn thịt không là cũng không tốt nhá. Kể con chó con đấy, mình phải có xương, xương thì nó có cái chất canxi đấy, canxi tự nhiên ở xương là tốt nhất. Đấy, không cái loại canxi nào tốt bằng cái canxi mà ở xương tự nhiên nó tiết ra nhá. Đây là cái lồ thịt gà. Đấy, còn đâu thì về rau củ quả thì tôi thường cho nó ăn hai cái loại này thôi. Riêng con chó mẹ là cứ ăn bí xanh và bí ngô nha, tôi luộc lên. Con quả bí ngô tầm khoảng 1,5 cân hoặc là 1 cân. Nếu mà tôi nuôi ở nhà đấy thì con Lu thì 1 con hoặc là 2 con sinh sản ở nhà thì tôi cứ làm một quả 1 cân hoặc 1,5 cân đấy, ăn khoảng 3-4 hôm đấy, 3-4 hôm đấy, 1,5 cân mình các bạn luộc lên, đừng linh dừ quá, các bạn luộc chín tới thôi nhé. Xong rồi là các bạn cho vào máy xay sinh tố, xay nhỏ lại. Riêng những cái rau củ quả mà mình để nó to quá là con chó, rất nhiều con chó là nó không ăn đâu, nhưng mà mình xay nhỏ sinh tố ra, mình trộn vào mấy đồ ăn của nó thì nó ăn luôn nhé. Đấy, thì hôm thì tôi cho ăn bí này, hôm bí xanh, hôm thì bí ngô, hai cái loại này thôi. Bí xanh cũng thế, cho vào máy xay sinh tố, xay lên xong rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh thì ăn được 3 hôm nhé, cũng được. Không, mình cũng không nên để lâu quá, tầm 2-3 hôm là chấp nhận được. Đấy, ngoài ra thì này, thịt này thì tôi có thể là mua xương gà, hoặc là mình tìm được những cái nguồn thức ăn đông lạnh cũng được, nhưng mà nó phải đảm bảo, phải đông lạnh nhưng mà phải là nguồn gốc rõ ràng. Đấy, con chó mẹ nó đẻ ra nó rất là hại sức, thứ hai nữa là nó đang nuôi con thì nó rất cần dinh dưỡng đảm bảo để nó tiết sữa, nó nuôi con, cho nên là mình cũng phải tìm những nguồn thức ăn thật là tốt cho con cún mẹ nhé. Rau củ quả có nhiều chất xơ, nó tiêu hóa và nó làm cho mát con chó. Cho con chó mẹ mà ăn thức ăn không ấy thì con chó nó rất là nóng, và con chó con nó bú mẹ nó cũng nóng, cho nên lông lá nó không được đẹp. Thế muốn con chó mẹ khỏe mạnh, tiết sữa ra đảm bảo thì chúng ta phải cho ăn nó đủ dinh dưỡng, đủ chất, thì khi con chó con bú vào thì nó phát triển tốt và lông lá nó rất là tốt nhá. Đấy, tôi cũng chia sẻ về cái phần khẩu phần ăn cho con cún mẹ là như thế. Hôm nay là tôi chuẩn bị bí ngô, bí đỏ cho Lu, hoặc là những cái con cún mẹ mà đang sinh con là tôi cứ thay đổi. Hôm thì tôi chế biến bí ngô, hôm thì tôi chế biến bí xanh. Đấy, ở trại cũng vậy, ở trại thì hôm nào tôi chế biến hôm đấy, tại vì nó nhiều. Còn đâu ở nhà thì có 1-2 con sinh sản ở tại trại nhà thì tôi cứ làm một củ này tầm khoảng độ hơn 1 cân thì ăn vài hôm. Đấy, các bạn là mua bí ngô thì cũng mua cái loại ngon nhé, chứ không phải vì là cún mà mình mua những cái loại rau củ quả nó ôi thiêu rồi là cũng không tốt đâu nhé. Tôi cho vào đây tôi luộc xong rồi tí tôi đánh sinh tố. Rồi nào, xem đã được chưa ạ. Đấy, bí ngô rồi, đã sôi nhé. Bí ngô thì các bạn chỉ đun một tí thôi là nó mềm ra, là các bạn là có thể là tắt bếp đi rồi, và để nguội và cho máy sinh tố xay.
Tại vì là cũng rất nhiều con không ăn rau củ quả mà để nguyên đâu. Các bạn dù thái miếng nhỏ hay là không nhỏ sẽ nhằn ra, nó không ăn. À, cho nên muốn con cún nó ăn hết cái khẩu phần rau của nó, rau củ quả của nó thì các bạn nên là chế biến chín đi, xong bắt đầu là cho máy sinh tố xay và trộn vào cái khẩu phần ăn của nó sẽ ăn hết. Và bây giờ ăn được rồi đây, tôi sẽ bỏ ra tôi xay. Cái công đoạn mà luộc bí ngô chín rồi, bây giờ tôi xay đã xong. Thì ở trên các cái hội ấy thì cũng rất, tôi cũng thấy rất nhiều người chuyên môn bán các cái đồ ăn, thức ăn cho cún ấy, cũng xay luôn cả cái rau củ quả vào cái thịt cho cún, xay luôn vào để bán. Thì cũng có rất nhiều bạn là qua đấy để mua, nhưng mà theo tôi thì trước khi mua ấy, cho cún ăn thì phải cân nhắc là chỗ nào phải thật là uy tín và phải cam kết đảm bảo là không có thuốc, không cho cái chất bảo quản vào nhé. Cho chất bảo quản vào rất là độc hại cho con cún, nhất là con cún cái sinh sản rất là độc hại luôn. Tôi đã trải qua những cái thời kỳ mà mua phải những cái đồ ăn mà nó không đảm bảo, đâm là cái đàn chó nó xuống cấp trầm trọng luôn. Nên bây giờ tôi chuẩn bị cho Lu ăn luôn. Đấy, bây giờ thì tôi chuẩn bị bữa cho Lu. Đây thì cái đồ ăn của cún thì cũng rất nhiều người chế biến, mỗi người theo một cách khác nhau. Có người thì nấu súp, nấu cháo, có người thì cho ăn hạt. Đấy. Cho ăn hạt thì cũng rất là tiện, nhưng mà tôi thì tôi không cho quen cho ăn hạt. Đấy, tôi cứ cho ăn cái đồ tươi sống rồi tôi nấu lên cho cún ăn. Kể cả ở trại tôi cũng thế, tôi hầu như là nấu hết. Mình kiểm soát toàn bộ những cái đồ ăn của cún, của cái đàn chó. Đấy. Cái nguồn thực phẩm đảm bảo. Đấy thì cũng có người thì linh nấu súp, linh cháo, tôi cũng hay nấu súp linh cháo ở trại cho bọn cún ăn. Nhưng ở nhà thì khi ở nhà thì tôi sẽ không nấu súp, nấu cháo, tại vì nấu súp, nấu cháo mà cho ăn trong ngày mùa hè thì cũng rất là bất tiện, nếu mà không ăn hết thì nó rất dễ là ôi thiêu, tại vì khi mà tất cả đồ ăn mình trộn chung vào với nhau thì nó rất là hay là ôi thiêu. Tôi cứ nấu riêng ra, chẳng hạn như là rau củ quả xay riêng ra để trong ngăn mát tủ lạnh. Đấy, cái đồ ăn thịt thịt lợn hoặc là thịt gà hoặc là xương gà ấy thì tôi cũng chế biến nấu kỹ xong rồi cho trong ngăn mát tủ lạnh. Đấy, sau cho ra mình hâm lại một chút thôi cho đảm bảo, và nó và mình cũng có thể là cho nó ăn 2-3 hôm được đảm bảo nhé. Thì tôi cho ăn như này, là tôi cũng đúc kết lại là tôi cho ăn cái kiểu này nó thuận tiện hơn và nó không gây ra ôi thiêu cho các thức ăn cho cún. Đấy thì rau và phần rau củ quả thì chẳng hạn như cái bí ngô xay, các bạn chỉ cần cho ăn một thìa này, một bữa là cún đã rất là đủ chất rồi nhé các bạn nhé, một thìa thôi, hơn một tí. Đấy, còn đâu là cái thịt gà xay này thì các bạn mỗi bữa thì các bạn cứ cho cún ăn tầm khoảng độ 2 lạng một cún. Đấy, mỗi bữa ăn 2 lạng một con cún mẹ đang nuôi con. Một hay tôi thì tôi cứ cho ăn 2 lạng một bữa, 2 lạng thịt gà nhé. Và các bạn lưu ý là con chó đẻ ấy, con chó đẻ đang nuôi con mới hôm đầu tiên thì nó chưa ăn nhiều đâu. Đấy, hôm đầu tiên nó chưa ăn nhiều đâu thì các bạn là cho nó ăn vừa phải thôi, nó cũng không ăn nhiều ra nó lãng phí. Đấy, đến ngày thứ ba thứ tư bắt đầu tăng tốc nó ăn thì lúc có con nó bú. Đấy, và càng về sau thì nó càng đòi hỏi ăn càng nhiều. Thì thông thường cái con cún đang nuôi con tôi cứ cho ăn 3 đến 4 bữa. Nếu chẳng hạn như là con cún mà nó theo nhu cầu mà tôi cho ăn 3 bữa và vẫn thấy nó đòi ăn thì cho ăn thêm một bữa nữa. Và mình cho ăn vừa phải thôi, đừng cho ăn no quá một bữa. Thứ nhất là nó không tiêu hóa được, thứ hai là xong này nó còn dọn dẹp những cái chất thải của con nó ra, nó rất dễ gây ra cái việc là rối loạn tiêu hóa còn cho mẹ nhé. Mình cho ăn vừa phải thôi, cho ăn 4 bữa hoặc 3 bữa. Đấy thì đây, trong cái khẩu phần ăn ngoài rau củ quả thức ăn ra tôi còn cho thêm vitamin và canxi. Các canxi tôi cho uống ngoài tôi nhét thẳng vào mồm luôn nhé. Đấy, men tiêu hóa và các cái vitamin khoáng chất để cho con cún mẹ nó ăn cho nó đủ chất, nó cho con nó bú nhé.
Đấy, và tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mỗi bữa của Lu cần tầm này thôi, tầm hai lạng thịt gà này, mấy một thìa to này, cái rau củ quả, và cho thêm vitamin và khoáng chất vào nhé. Bây giờ tôi cho Lu ăn. Lu ơi, nào đây, Lu ăn đi. Rồi, Lu ăn nhá. Rồi, con ăn đi, con ăn đi. Đấy, các bạn nhìn chưa, đàn con chưa. Và các bạn lưu ý nhé, là khi mà đàn cún con mà nó bắt đầu là nó đã biết đi rồi, con mẹ là nó rất là hay lôn ra cho con chó con nó ăn. Đấy, cho nên khi mà ăn xong các bạn phải tách con ra một thời gian nhé, tầm nửa tiếng, một tiếng nhé. Lô lô, không cầm cừ con nào, đi vào nhá. Ok, đấy, khẩu phần ăn của Lu này thì như này là chất lượng rồi. Và đàn cún tôi cũng theo dõi đàn cún đến hôm nay là 25 hôm rồi, mà thông thường thì là đàn cún đẻ 6 đến 8 con là tầm khoảng 18-20 hôm là tôi đã cho ăn dặm rồi. Nhưng mà đợt này lứa này là Lu đẻ ít con, đẻ 4 con thôi, thì tôi cho Lu ăn tốt thì tôi lại giãn cái thời gian cho đàn cún con ăn dặm sớm đi. Đấy. Và trong cái video clip sau thì tôi sẽ cũng chia sẻ cho các bạn là cái cách mà cho cái đàn cún con nó tập ăn dặm những cái buổi đầu tiên. Cũng nhân tiện là có đàn cún con của Lu, tôi cũng demo trực tiếp là cái cách mà cho cái đàn cún con nó ăn dặm những cái bữa đầu tiên nó ra làm sao. Bởi vì cái bữa đầu tiên nó rất là quan trọng. Các bạn mà mới xem video của tôi mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ là ấn subscribe kênh của tôi, và nhớ vào ấn vào cái nút hình quả chuông để nhận được nhiều những cái video mới nhất tiếp theo tôi chia sẻ về con chó Phú Quốc nhé. Và thôi, video tôi cũng kết thúc ở đây, thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, xin chào.